Hello, xin chào anh nhà nhé. Hôm nay thì mình có anh bạn nhờ mình đăng ký thi GPT thì mình tiện thể bày cho các bạn luôn nhé. Ok, và đầu tiên thì mình sẽ vào Google nhé. Google thì mình sẽ bấm đăng nhập GPT. Sau đó thì mình vào trang đầu tiên, trang này. Ở đây là có ba nick mình đặt trước đăng ký hộ. Và bây giờ thì mình sẽ đăng ký mới nhé. Thì mình sẽ vào hôm mượn ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ đăng ký mới My GPT ID Toroku. Ok, mình bấm vào đây nhé. Sau khi mình bấm vào đây xong thì mình chọn là cá nhân. Nếu mọi người đăng ký từ 10 người trở lên ấy, thì mọi người bấm vào đây nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ bấm vào cá nhân. Và mình sẽ chọn tiếng Nhật nhé. Nhưng bạn nào biết tiếng Anh thì mọi người bấm tiếng Anh cũng được. Và mình sẽ chọn tiếng Nhật. Ok, và đây là các hướng dẫn của nó cũng như là cách đăng ký, thì mình bấm lướt qua nhanh để xuống phần đăng ký luôn nhé. Ok, mình bấm đối xử. Sau khi mình bấm vào này xong thì mình sẽ viết tên nhé, gì nhỉ, viết hoa không dấu. Thì mình đăng ký hội anh này có tên là Nguyễn Xuân Lộc. Nguyễn Xuân Lộc. Xong. Ok, sau khi mình bấm tên xong thì mình sẽ xuống chọn khu vực đất nước của mình nhé. Ok, mình sẽ bấm Việt Nam. Việt Nam mưa. Việt Nam mưa nằm ở phía cuối nha mọi người. Sau khi mình bấm chọn xong thì mình sẽ bấm kết tê quyết định nhé. Ok, nó lên Việt Nam mưa đấy. Bây giờ thì mình sẽ chọn tiếng mẹ đẻ nhé. Đây là mình sẽ chọn Việt Nam. Việt Nam Miss, Việt Nam Mugo. Sau khi bấm xong mình sẽ chọn cái tên quyết định. Rồi mình chọn đến giới tính, nam hoặc nữ này. Nam. Và ngày sinh của anh này là 13 tháng 6 năm 1991. 91 là 31 tuổi, 30 tuổi rồi. Không chịu về, vợ đang còn bên này thi tiếng Nhật. 13. Cái này tôi trên 16 tuổi. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ bấm địa chỉ nhé. Địa chỉ của anh này là gì đây? Địa chỉ của anh này 563-0036. 563 0036 0036. Cái này mọi người bấm đúng vào nhé. Chọn tỉnh, tỉnh anh này ở Osaka. Osaka. Và đây là mình sẽ bấm địa chỉ chỗ anh này. Địa chỉ mình lại viết trên đây này. Địa chỉ 2 mình bấm y chang như phía trên luôn nhé. Ok. Và bây giờ mình sẽ bấm số điện thoại. Bấm số điện thoại thì mình bấm lung tung cũng được nhé. Nói chung là không cần, cái này không quan trọng. 090 này. Bấm, nói chung là không cần, cái này không quan trọng. Ok. Cái này bấm Gmail của các bạn nhé. Xem chỗ anh Lộc, anh này gửi Gmail của anh Lộc chưa? Chưa gửi anh ạ. Sau khi chờ gửi Gmail thì mọi người nhỉ. Tí nữa mình có đăng ký thì mọi người xem cái khu vực, 7 khu vực thi của mình nhé. Mọi người tìm 7 khu vực thi, 7 khu vực TGLPT ở Nhật. Ở Nhật nhé. Mọi người tìm đây.
Đây, 7 khu vực thi của mình nhé. Đâu giờ 10, 11 khu vực thi anh em ạ. Thì anh này ở Osaka. Osaka thì xem mọi người ở đâu nhé. Osaka đây anh em. Osaka đây nhé. Osaka thì tương đương với lại là Kinki. Đấy, ở Kinki nhé. Thì mình sẽ chọn Kinki nhé. Chết anh này chưa nhắn tin lại anh em ạ. Ok, anh đã gửi email xong. Sao chép. Ok, mình ấn vào đây nhé. Thì tí nữa cái mã ID nó sẽ gửi về Gmail cho các bạn nhé. Ok, mọi người bấm một lần nữa. Xong. Một khẩu thì mọi người sẽ bấm tùy các bạn nhé. Nhưng mà chữ cái đầu nhớ phải viết hoa nhé mọi người. Trong vòng 18, trong vòng 8 chữ đến 16 chữ còn lại nhé. Sau khi các bạn bấm mật khẩu xong thì mọi người bấm vào tờ Nigel có đi sử dụng nhé. Mình sẽ xác nhận lại nội dung. Đây vẫn chưa hoàn thành nha mọi người. Đây xác nhận lại này. Và bây giờ thì mình sẽ bấm đồng ý nhé. Và mình đã hoàn thành. Và mình sẽ chờ cái tin nhắn nó gửi ID về Gmail cho các bạn nhé. Ok, mình vừa nhờ anh ấy gửi link qua cho mình. Và đây là cái đường link để mình vào để nhập mật khẩu để nó gửi ID của mình vào nhé. Và bây giờ mình sẽ nhập mật khẩu lúc nãy mình đăng ký. Ok, bây giờ thì mình sẽ nhập mật khẩu lúc nãy mình đăng ký vào nhé. Sau khi mình bấm xong mình bấm show xin gửi tin nhé. Và mình sẽ cập nhật luôn này. Và có một tin nhắn nữa sẽ về Gmail của các bạn tiếp. Và mình sẽ vào đường link kia để mình đăng ký thi nhé. Và các bạn chờ tin nhắn mới để về Gmail của các bạn nhé. Và bạn sẽ bấm vào. Mình đang chờ anh ấy gửi qua anh em ạ. Đó. Vâng, anh ấy đã gửi qua. Và bây giờ mình xem ID để mình đăng nhập vào nhé. Đây là cái mã ID này, ID này để mình đăng nhập và các bạn bấm mật khẩu và lúc nãy mình đăng ký nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đăng ký nick để mình thi nhé. Và mình đã có ID và mật khẩu thì mình bây giờ sẽ đăng nhập vào để đăng ký thi nha anh em. Mình sẽ bấm vào đăng nhập này, vào trang đầu tiên. Rồi mình sẽ bấm vào logo in nhé. Thì mình sẽ bấm đăng nhập thì cái mã ID của mình đâu rồi? Đây, đây đúng không? Mình sẽ copy này, sao chép. Mình sẽ bảo mãi đi này vào. Dạ. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào nhé. Ok, sau khi mình đăng nhập xong thì mình sẽ vào cái Yukemo Shikomi đăng ký nhé. Ok, mình sẽ đăng ký Kojin de Moshikomu đăng ký cá nhân. Nếu các bạn đăng ký trên 10 người thì mọi người đăng ký bên này nhé. Dantai de Moshikomu. Ok, mình sẽ đăng ký bên này. Sau khi mọi người bấm vào xong thì mình sẽ bấm lướt xuống để mình đồng ý luôn. Đối xử. Và giờ mình sẽ bắt đầu đăng ký thi nhé. Mình sẽ chọn level đầu tiên. N các bạn muốn thi. Thì anh này thì N3 thì mình chọn N3. Và chọn khu vực thi. Thì anh này ở Osaka thì ở số 7 nhé. Nhưng bạn không biết thì như lúc nãy mình bày đấy. Đây. Osaka thì ở Kinki. Đây, số 7 đây, Kinki. Ok, mình sẽ chọn ảnh. Đây là nó hướng dẫn. Nếu mà ví dụ những ảnh không hợp lệ nha anh em. Đây. Mình vào app rồi.
bao giờ mình sẽ chọn ảnh nhé. Đấy, ảnh mình vừa tải của anh ấy xong đây. Đây mình bấm vào mở. Mọi người chờ một tí nhé để nó xác nhận trên trang web đây. Xong mình bấm ok luôn, kết tê nha anh em, kết tê nhé, kết tê đây. Okay, xong. Sau khi mình bấm xong thì mình nói chung là mọi thông tin lúc nãy mình đăng ký thì nó lên hết rồi. Đây tên công ty. Tên này mình đã bảo anh ấy gửi qua rồi. Đây, tên công ty đây. Sao chép. Cái này mình bỏ vào. Số điện thoại thì mình bấm như trên này luôn đi. Sao chép. Dán này. Dán này. Ok, chọn thời gian các bạn là học tiếng Nhật nhé. Cái này các bạn bấm tầm này là vừa rồi. Và gì nhỉ? Mục đích học tiếng Nhật hay mục đích để thi thì tùy các bạn nhé, cái này tùy các bạn nhé. Để tìm việc hay là để gì đấy, hay để thi hay là để vào các trường chuyên môn chẳng hạn thì mình bấm này, mình bấm để tìm việc đi. Đấy. Và công việc hiện tại của bạn là gì? Thì ghi nội xe đi. Đấy. Để tùy các bạn nhé. Ok, mình cái này thì mình sẽ bấm vào vào chỗ chuyển tiền. Đấy. Đây là nó xác nhận thêm một lần nữa này. Ok, mình ok đây. Xong. Vẫn chưa hoàn thành nha mọi người. Đây này. Giờ đến cái chỗ chuyển tiền thì cái này tùy cách các bạn trả nhé. Các bạn trả trên thẻ cũng được hoặc là các bạn là có mini để trả tiền. Thì cái này thì mình sẽ chọn lotion hay là Family Mart hay là Seven. Thì cái này thì mình chọn lotion nhé, mình bấm vào đây. Đấy. Mình bấm vào cái tên để mình trả tiền. Tên viết hoa nhé. Cọc thì cái này không quan trọng nhé. Này chỉ viết đấy thôi. Bấm quyết định ở đây. Ok. Vẫn chưa hoàn thành nha mọi người đây. Cái tên trả tiền. Roshan. Và phương pháp đầu tiên thì mình có trên trang của mình có rồi nhé. Mọi người ở thì nói để đi trả tiền. Ok, mình sau khi mình xong thì mình xác nhận thêm thông tin thêm một lần nữa. Ok, bây giờ mình sẽ bấm đăng ký nhé. Đăng ký đây. Xong. Lần này thì 6,5 triệu anh em ạ. Và hạn đăng ký đến hạn trả tiền này đến ngày 21. Ok, bây giờ thì mọi người sẽ sân, mọi người trả tiền là xong thôi. Chúc các bạn vào kỳ thi GPT tháng 7 năm 2022 này nói chung là đạt kết quả tốt và gặp nhiều may mắn nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.